Thợ da Lê Cát xin chào các chị. Sau đây, thợ da xin được hướng dẫn chi tiết 3 bước cố định lại đinh nấm bị tuột. Các dụng cụ bao gồm đinh nấm, bao gồm chân vít và nấm, cờ lê nhựa, băng tan và kéo. Bước 1. Sử dụng băng tan cuốn 3-4 vòng vào chân vít theo chiều kim đồng hồ. Trong bước này, các chị lưu ý cuốn sao cho băng tan bao kín lấy chân vít. Tiếp theo, các chị dùng kéo cắt bỏ phần băng tan còn thừa. Bước 2. Đặt chân vít vào cờ lê nhựa. Đặt phần vị trí lỗ quai da cần cố định lại đinh nấm vào chân vít. Đặt phần nấm lên trên cùng và tiến hành xoáy nấm bằng tay theo chiều kim đồng hồ. Khi nấm đã được cố định tạm thời, gập quai da vào. Tay bóp chặt, sao cho quai da giữ chặt nấm. Sử dụng cờ lê nhựa, vặn chân vít để cố định. Trong bước này, các chị lưu ý, tay cầm da thì các chị phải cố định, còn tay cầm cờ lê nhựa, các chị xoay theo chiều kim đồng hồ. Trên đây, thợ da đã hướng dẫn 3 bước cố định lại đinh nấm bị tuột. Thợ da chúc các chị thành công. Nếu có vấn đề cần hỗ trợ, các chị đừng quên để lại tin nhắn và hòm thư của Lê Cát Leather. Thợ da tạm biệt các chị ạ.